cho nó chú Thị nghe, quen một cái bà sư cô đó đó, là năm nay bà có khoảng là 80, lúc đó bà khoảng 50 mấy, là Hiếu mới có 20 mấy tuổi thôi. Bà nói sư cô ơi, con sẽ cho sư cô một cục đá vàng găm. Bà nói vậy chứ mấy năm sau bà mới cho. Cái tình cờ tôi đi ra ngõ né, đi ra phải Phan Thiết đi chùa, mà tự nhiên con người nó lói tức không thể nói được, mà gọi cũng không được, quay không được, không được. Cái nhờ với thầy với cô, trong đó có một người có sợi dây chuỗi kiến sầu, thầy mời phần giúp á, mời phần chỉ giảng có một chút xíu thôi, mà sao có tôi gặp được cái đá vàng găm người ta bán, tôi mua được một cục, đợt đó hình như 50-60 ngàn gì đó, giúp một cái biến mất luôn. Từ đó là tâm trong tâm phát nguyện, sau này con có làm đạo hả, sau này con lấy cái cục đá vàng găm này con sẽ cứu đời. Cục phát nguyện gọi về á, thì mình lấy cái cục đá vàng găm này nè, mình phải rửa, rồi phải ngâm nước trà, phải chú nguyện trong đó, mình phát nguyện những cái gì con đưa cho Phật tử đều lành đưa đến cho Phật tử, đều may mắn đến với Phật tử, đều lành đưa đến. Mình có tâm phát nguyện rồi mình trì chú trong đó, chứ không phải được không. Gỡ cái cục đá vàng găm này nè, có gỡ đi Mỹ có nè, Úc có nè, đi Nhật có nè, đi Canada có nè, gỡ đi rất là nhiều. Đợt đó mà ở bên nước ngoài gỡ ta tiền mua tượng á, có gỡ đi nhiều lắm. Gỡ đi nước ngoài cho Phật tử, Canada nữa, gỡ đi rất là nhiều, rồi người ta cũng cảm ơn. Rồi Phật tử có lúc là, rồi thấy cái cục đá mình, lúc đầu mình nghĩ á, mình cảm nhận mình nghĩ nó có cục đá như vậy mà sao mình tin quá, cũng là mê muội mà là mê tín quá, mà sự thật là chính tín chứ không phải là mê tín. Nó cứu rất là nhiều người, chú hiểu không, là cả thậm chí nó chống được tai nạn nữa. Dầu ha, có con nhỏ đó nói sư cô ơi, lúc đầu sư cô đưa con cục đá vàng găm con không tin, hoàn toàn là con không tin. Rồi sao cái nói sư phụ ơi, hay quá trời hay rồi sư phụ ơi, con bị người ta tông con mà con không bị gì hết, xe con hư thiệt mà người con không bị gì hết. Lúc đó là từ đó mình có cái lòng tin. Còn có nhiều người nói đi sư ơi, sư con đi xe mà người ta tông con, mà xe người ta hư, mà con đi xe đạp mà người con không bị gì hết. Nhiều cái nó phải nói là rất là tâm linh. Từ chỗ đó tôi có thể một người, 100 người thì có một người hai người từ chối thôi, còn bao từ đây sắp tới là ai gặp dần gặp là ta đã được trải qua, mà đằng này đưa rồi là ta nhận nè. Có thậm chí xe hơi nè, đứng lại nè, taxi nè, đi khoảng lố 100-200 mét ngừng lại phải đảo lại để cho một nải chuối giờ 10 ngàn để quậy hiếu biếu dần găm. Không có cái gì không? Chữ cái tâm mình có, cái tâm mình có lòng tin là cái gì nó cũng đạt hết, chú thiệt à. Trời ơi, lúc đầu á, ở ngoài cái gì, ở ngoài Kiên, ở Kiên Giang hả, là Kiên Giang, chú đó chú coi trên mạng, chú nó thấy trên mạng rồi sư cô Quỷ Hiếu vậy rồi chú mới lên đây. Chú nói là chú nói mà gọi Hồng Bi nói nữa cô không tin. Cái nói là chú nói là tôi lên tỉnh Thất Sông Mây, lúc đó tỉnh Thất Sông Mây là sư cô Quỷ Hiếu á, là cho tôi một bịch đá vàng găm, mà lúc đó là tôi còn có một chiếc xe hơi thôi, tôi phá sản banh hết. Rồi ổng mới về sau ổng thỉnh cái bịch đá vàng găm đó, là ổng nói giờ ổng mở được nguyên một đoàn xe hơi. Ổng nghe đùng đùng trên mạng nói xấu Quỷ Hiếu quá, ổng không lên tạ lễ. Rồi sau cái ổng đăng lên mạng ổng có nói như vậy. Rồi cuối cùng ổng nói gì nè, tại tôi không lên tạ lễ tỉnh Thất Sông Mây, mà bây giờ mẹ tôi bị Covid chết, vợ tôi bị Covid chết, là do cái đó là do tôi bậy. Tôi định trong khi sư cô đã biếu cho tôi đã được làm ăn phát tài mà cô không có được lên tạ lễ. Có người nè bán đất nè, có người nè bán nhà nè, ở dưới Đồng Tháp nè bán nhà lên nè, xin bán đất nè, được nè, ta lên tạ lễ. Rồi mua bông điên điển nè, núm nè, tạ lễ cúng dường nè, tiền nè. Rồi ở Bình Dương nữa nè, có nhiều người lên tạ lễ lắm, không có nhiều, cũng vài triệu thôi, 5 triệu. Rồi ở Bình Dương cũng đợt đó cũng tạ lễ 5 triệu nữa, bán đất được, bán nhà được. Ở dưới Đồng Tháp nữa, chạy xe hơi từ Đồng Tháp lên đây. Điện vậy, thoại tôi nó điện quá trời vậy luôn. Vậy cô tặng vàng găm cho người ta làm ăn được vậy, tạ lễ cho cô vậy, cô đi phát hực chi? Cái đó là người ta nói là con có bán đất được, rồi người... Cái đó là lúc đầu Hằng Bi nói tôi không tin, rồi sao rồi cái Phật tử lại chị bệnh ta nói nữa tôi mới tin. Tại tôi nói từ đó là cái cục đá vàng găm này nè, nhiều khi
mấy người bán vé số nè, người ta nói cô ơi, cô biếu cho con cục đá vàng găm, con buôn bán được lắm, con làm con rất là may mắn, con hay lắm, rất là tình tâm ấy. Hình như là nó là một cái cục đá vàng găm này, nó rất là hay đối với mọi người luôn. Người ta nói đi xe hoặc khi con nít khóc, thậm chí con nít khóc nữa, để trong mình nó hết khóc. Vậy tại sao cô Liên đó, cô sư cô đó cũng có vàng găm mà sao cổ khổ dữ vậy? Tại vì tâm cổ ác, tâm cổ ác, cổ không thiện. Dầu có mình có vàng găm mà tâm mình ác là không bao giờ tác dụng. Mình phải có cái tâm chú thiện nha. Vậy tại sao cô là mình đang sở hữu một khối vàng găm lớn thiệt lớn, tâm cô cũng tâm thiện mà cô bị cô Liên giật nợ? Cái đó là mình không đề phòng được, đó là bị sự bất ngờ, chú hiểu không? Rồi bây giờ tôi đã giải ra được rồi đó. Cách đây khoảng 2 tháng cổ có dùng hại tôi, rồi tôi giải được nè. Vậy cô giải được rồi cổ có trả tiền cho cô không? Thì cổ nói là cổ ăn giật mà, cổ tuyên bố là cổ không trả một đồng luôn. Vậy thì cô dùng cái pháp thuật vàng găm của cô với lại cái đức độ của cô để cô lấy tiền đi. Cái đó vàng găm để giúp cho người ta được bình an, chứ không phải là giúp cho người ta để trả nợ cho mình. Giúp cho người ta bình an, may mắn, rồi người ta có thể là đi đường, hoặc là người ta được cái sự may mắn của người ta. Còn người ta đã ăn cướp cái tâm tà của người ta rồi, người ta không có trả là người ta hậu quả người ta như bóng như hình. Bởi vì có nhiều người ta nghèo quá, khổ quá là do cái tâm của mình đó. Chú Thiện đó đã nó thấy cho hỏi chú Thiện đó, bữa đó 29 Tết đó, cái bà bán đó đó quýnh tôi te tôi luôn, quýnh mà nói bà lấy ghế bà đập đầu, rồi cái ông chú đó ông la luôn đó, chú đấy bà làm gì bà đập sư cô, bà đừng có làm quá hen. Bà nói ổng nói sư cô cứ lại đây đi coi, bà dám đụng tới sư cô một lần nữa không. Là bữa 29 Tết á, bà nói rượu mời không uống, uống rượu phạt, bà quýnh lần này quá trời luôn mà vẫn đỡ không, chứ không bao giờ cái gì hết trơn á. Rồi cô cái có vàng rồi bây giờ cô có vàng găm này nọ với là cô đức độ, sao cô không chịu mà đất đai của cô người ta không bồi thường mà cô cứ đi khiếu nại hoài? Đất đai là nhà nước lấy, là mình từ từ thì người ta sẽ giải quyết hết cho mình, giải quyết là giải quyết toàn bộ hết, chứ đâu phải ghi cá nhân ai, cái đó là nhà nước lấy. Vậy thì cô không chịu đợi nhà nước giải quyết đi, cô cứ tối ngày cô cứ đi thưa kiện, rồi cô đi thế này không phải kia. Cái đi đó là mình đi có mặt để người ta có tên, người ta có ghi danh sách, rồi có mặt người ta đã khắc nước thì người ta mới cho uống nước. Mình có đi có mặt thì người ta mới bầu đền, còn không có mặt thì người ta gạt luôn. Rồi hồi nãy đang nói về cái chuyện mà cô xuất gia, rồi cô bắt qua cái chuyện ông hổ gì đó, giờ cô kể tiếp cái chuyện 12 tuổi cô xuất gia ở Đồng Tháp đi. Cô xuất gia là tại chùa Vô U, Vô U đường Khang gần Căng, Thủ Đức. Đó là tôi đi với dì ba chìa ở Tân Châu, dì đó là dì ba ở Tân Châu, dì ba là người lái buôn chở gạo từ thành phố, từ Tân Châu về thành phố bán, là dựa gạo á, chở gạo từ thành phố bán. Rồi dì ba mới dẫn đi lợn tới ngay chỗ chùa Bát Nhã làm công quả. Công quả rồi về dì ba thấy ở chùa đơn chiếc, dì ba cho nó làm công quả thời gian, rồi cái dì ba mới, cái sư Vô U này mới qua bên thầy chùa Bát Nhã. Thì lúc đó là sư thấy mình làm công quả, rồi ở bên đây á thì cha mẹ của sư bị bệnh, sư Vô U á, cha thì bị tai biến, mẹ thì tai biến nằm một chỗ, rồi có con nhỏ cư sĩ chở cổ đi và chở sư cô đi. Mà lúc đó là sư rất là đơn chiếc, rồi sư cứ kêu ở thôi, con tu đi. Cô nói sức giá đồng hương, sức gia đầu Phật, sức nào cũng phải ra khỏi khỏi nhà. Rồi cái cổ cũng kêu hoài, sư kêu hoài à, mà cả ngoài thuyết pháp cả ngày trời. Rồi sao cái ở đó sao làm công quả cái ở xuất gia là thầy ổng la, ổng nói con muốn xuất gia sao con không nói với sư phụ, mà sư phụ đã gỡ cho con qua một cái chùa ni khác, là vô một cái chùa tại thầy đặc đạo, thầy là làm việc mà cán bộ mà làm trong giáo hội mà thầy quen biết bao nhiêu, thầy là giảng sư nữa, thầy chặt đặc đạo á, giờ là cũng là hòa thượng lâu rồi. Không, cô đang tiếp đi. Rồi 12 tuổi cô về chùa Vô U ở đường Kha Văn Cân, Thủ Đức ngày xưa đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ nó vẫn là chùa Vô U đúng không?
Đúng rồi. Rồi cô kể tiếp đi, 12 tuổi cô chiều về chùa Vu là lúc đó cô chưa xuất gia. Đúng rồi. Rồi cô về đó là cô ở. Cũng mười mấy năm á, là chỉ là không có thọ giới làm công quả không à. Y như người công quả vậy đó. Yeah. Tối ngày công quả chở mặt cưa rồi nuôi cha mẹ sư cô, sư rồi rồi đi đẩy mặt cưa rồi đi lúc đó chùa còn bùng không à. Chùa đó là lúc đó còn chùa lá, chùa nghèo lắm. Rồi mà cái chú xưởng cây nói sư cô ơi, văn hóa là chìa khóa đứng đầu, cô phải đi học chứ cô không đi học là không có được. Rồi sao cái về mới nói lý với thầy, thầy nói thôi chạy trời bữa nay về nói văn chương với tôi nữa hả, văn hóa là chìa khóa đứng đầu hả, sư phụ cho con đi học đi. Ổng không cho đi học. Ủa bà hay sao là ông? Cái xinh dữ lắm, vô đi là... học, đi học buổi tốt. Vô U là sư hay ni? Ni. Vậy sao kêu là ổng? Thì cái đó là tỳ kheo rồi. Tỳ kheo. Không, cô đang nói là ổng không cho đi học, ổng là ni, ni cô á hả, ni sư á hả? Dạ. Rồi, rồi, nếu đi. Mà tỳ kheo là ta kêu là mờ vị khác, là tỳ kheo là mờ mờ đó là vị chủ trì, ta hay là kêu là cái ông sư chủ trì là sư chủ trì. Dạ. Là cái mà ở đó đi mới xin đi học, học ở trường Nguyễn Trung Trực. Học Nguyễn Trung Trực học cũng được bao với học Trương Nhân Ngư ở Thủ Đức. Trương Nhân Ngư với trường Nguyễn Trung Trực. Học tới lớp 5 rồi cái sau lên học lớp 6. Học lớp 6 thời gian cái nghỉ. Nghỉ là rồi cái ở đó cũng được mười mấy năm rồi sau mới về Tâm Hà ở. Tâm Hà là cái Tâm gì? Hà là chùa Bảo Thắng. Bảo Thắng, Huệ Quang, bắt đầu ở vòng nhiều không, vô lắm. Tại sao cô đang ở vô U với sư ni rất là ok mà cô bỏ đi như vậy? Tại vì sao? Lúc là mình ở với cái chùa đó đó là chùa nó là chùa nghèo. Mà bây giờ là cái chùa này đang bắt đầu nó giàu rồi, những mình ở trong đó. Rồi có con nhỏ cư sĩ nó làm quyền, làm đại ca. Rồi nói mày muốn chở sư đi á, mày phải qua ý kiến tao. Rồi lúc đó là đằng này á không có liên lạc với gia đình, là suốt cỡ lâu lắm mà không liên lạc. Đợt đó mà liên lạc với gia đình là bị đuổi ra khỏi chùa luôn. Sao vậy? Là ở trong chùa không được liên lạc với gia đình vậy trơn á. Ừ. Là từ đó lúc đó mình ở trong chùa mình đi như thằng ngáo đó. Chẳng hiểu chẳng biết gì, chỉ tối ngày tới giờ cơm thì nấu cơm, tới giờ cúng thì đi lên cúng, rồi công quả tối thì đi học bữa túc vậy thôi. Học của Túc là được trường Trần Quốc Tảo. Nhưng mà tại sao ở đó mười mấy năm mà sư không cho mình là chính thức là đệ tử xuất gia luôn? Tại vì sư nghĩ là ta muốn cho mình làm công quả thôi. Sao kỳ vậy? Nếu cô có thể hiểu được cậu đầu xuất gia thì ở đó cho, chứ không cho đi thọ đại giới. Sao không cho đi thọ giới? Cô nghĩ là lý do tại sao nhờ vậy? Qua mấy cái chùa khác rồi mình ở công quả công phu, người ta giỏi quá rồi mấy sư cho mình đi thọ giới. Dạ Phan, để cho con hỏi lại cái sư mà chùa Vô U lúc đó là sư đó tên gì vậy, cô nhớ không? Thích gì không? Thích Nữ Như Trí. Thích Nữ Như Trí. Mà tại sao cô nghĩ là tại sao ở mười mấy năm một đệ tử như vậy mà tại sao cô Như Trí đúng là một người tu hành thì phải thương đệ tử mình, nâng đỡ để mà giúp đỡ cho đệ tử mình, tại sao lại có sự ngược lại vậy? Chú ơi, ngón bàn tay con vắng ngón dài chú.